Thưa quý vị và các bạn, thời gian này bà con nông dân trên địa bàn huyện Văn Chấn đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa theo phương châm xanh nhà hơn già đồng, kịp thời giải phóng đất để trồng cây vụ đông. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, gia đình anh Hà Văn Tới ở thôn Bản Tạo, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn đã huy động nhân lực để tập trung thu hoạch lúa mùa. Nhờ gieo trồng đúng khung thời vụ, áp dụng theo đúng quy trình kỹ thuật và triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng trừ dịch bệnh, nên lúa vụ mùa sinh trưởng phát triển tốt. Đến cuối tháng 9, các diện tích lúa đã cho thu hoạch, năng suất trung bình đạt 65 tạ mỗi hecta. Nhà tôi cấy 2.000 mét vuông, cấy ba loại giống nếp với lại khang đen dẻo với lại hòa phát. So với mọi năm thì năm nay cũng chắc hạt hơn. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này bà con nông dân thị trấn Sơn Thịnh đang tập trung xuống đồng thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa. Vụ mùa năm nay, thị trấn Sơn Thịnh gieo cấy 120 hecta, với cơ cấu trên 80% diện tích là các giống lúa thuần như Sén Cù, Chiêm Hương, HT1. Nhờ chú trọng gieo cấy sớm, đúng quy trình kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, nên lúa mùa sinh trưởng phát triển tốt. Đến đầu tháng 10, phần lớn diện tích lúa mùa của thị trấn đã chín rộ. Nông dân đang tập trung nhân lực thu hoạch để triển khai sản xuất vụ đông. Năm nay thì nhà tôi cũng cấy 1.000 ruộng, thì tôi cũng cấy cái giống lúa Việt La 20, thì tôi thấy cái năng suất của nó là cũng tốt hơn cả cái vụ tháng 5. Thì nói chung là nó cứ tốt như thế này thì cũng đủ chi phí cho gia đình, cũng bớt cái khó khăn cho gia đình. Hiện nay thì nhân dân đang thu hoạch vụ mùa năm 2021, và theo đánh giá thì vụ mùa năm nay cũng đạt năng suất cao. Để đảm bảo công tác sản xuất vụ đông thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo nhân dân nhanh chóng thu hoạch lúa mùa và chỉ đạo các tổ dân phố tuyên truyền vận động nhân dân thu hoạch lúa để đảm bảo kịp tiến độ sản xuất vụ đông. Vụ mùa năm nay, nông dân trên địa bàn huyện Văn Chấn gieo cấy trên 2.700 hecta lúa với cơ cấu trên 55% là các giống lúa thuần chất lượng cao, còn lại là lúa lai. Thời điểm này, nông dân các địa phương đang tiến hành thu hoạch lúa vụ mùa với năng suất bình quân ước đạt 47,6 tạ một hecta, tăng 9 tạ một hecta so với vụ mùa trước. Các xã thị trấn cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo nông dân thu hoạch lúa mùa theo phương châm xanh nhà hơn già đồng và thu hoạch đến đâu làm đất ngay đến đó. Theo đánh giá sơ bộ thì cũng là vụ mùa năm nay là ngoài là công tác chỉ đạo sát sao, quyết liệt và điều kiện thời tiết thuận lợi, nên là nhận định là vụ hè thu năm 2021 này năng suất là sẽ đảm bảo và vượt so với kế hoạch của huyện giao, đặc biệt là với các giống lúa thuần. Các giống lúa thuần chất lượng cao và có giá trị kinh tế cao, chẳng hạn như là giống lúa Sén Cù, Chiêm Hương và Hương Thơm, Bắc Thơm, đó là những giống lúa là có giá trị kinh tế cao. Còn với những giống lúa lai thì chủ yếu là tập trung ở các xã vùng cao, đấy là để đảm bảo đời sống an ninh lương thực cho bà con, tại chỗ cho bà con. Với mục tiêu phấn đấu sản xuất 1.160 hecta cây vụ đông, trong đó 300 hecta ngô trên đất hai lúa, 340 hecta rau đậu các loại, bà con nông dân huyện Văn Chấn đang tập trung xuống đồng thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa, giải phóng đất, kịp thời bắt tay vào sản xuất cây trồng vụ đông, đảm bảo thời vụ tốt nhất.